app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Cô xin chào các bạn học sinh yêu quý. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang bài 49 năng lượng hao phí của bộ sách Kết nối nhé. Và sau khi chúng ta học xong bài này thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của bài học, đó là chúng ta sẽ nêu được năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và từ vật này sang vật khác. Đó, thì ở bài trước chúng ta đã phân tích được trong các cái tình huống thực tế thì năng lượng đã chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào rồi, đúng không? Và ở đây trong bài học này thì chúng ta sẽ nhận định được cho cô cái năng lượng nào là năng lượng hao phí và năng lượng nào là năng lượng có ích ở trong từng tình huống. Vậy thì đầu tiên nào chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc cái phần tình huống mở đầu của bài học nhé. Ở đây thì người ta cho chúng ta 3 bức hình. Và người ta nói rằng là trong 3 cách đun nước ở hình bên thì cách đun nào ít hao phí năng lượng nhất và tại sao? Đó, vậy thì bây giờ các bạn hãy quan sát cho cô 3 cái hình này. Hình A này, dùng nồi treo phía trên bếp củi. Còn hình B là dùng ấm đặt trên bếp than. Và hình C này, dùng ấm điện. Đó, thì các bạn hãy nhận định cho cô cái hình nào sẽ là cái hình mà có ít hao phí năng lượng nhất và tại sao? Vậy thì để khẳng định được thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhá. Ở hình A này, các bạn thấy là ngọn lửa này rất là to, đúng không ạ? Và nó không có cái gì để che chắn cả, nên nó sẽ tỏa ra môi trường rất là nhiều. Và nó chỉ có một phần năng lượng để nó gì ạ? Làm nóng cái bếp này của chúng ta thôi, làm nóng cái ấm này của chúng ta thôi. Đó, vậy thì cái năng lượng từ cái bếp củi này nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng nhiệt. Nó tỏa ra môi trường xung quanh này, làm nóng cái môi trường xung quanh này, làm nóng nồi, sau đó thì nó mới làm cho nóng nước và nước có thể sôi được. Vậy thì ở hình A này các bạn thấy là cái sự hao phí cũng nhiều, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta xem hình B. Hình B thì cũng vẫn là lấy cái nhiên liệu từ củi than thôi, đúng không? Nhưng mà ở đây người ta đã gì ạ? Đặt trên một cái bếp. Đó, vậy thì các bạn thấy rằng là những cái phần nhiệt năng này hay là năng lượng nhiệt mà cái từ cái nhiên liệu này nó tỏa ra thì nó chỉ được gì ạ? Ở trong cái khu vực của cái bếp này thôi này. Thế thì toàn bộ năng lượng nó sẽ tập trung vào cái bếp này của chúng ta nhiều hơn, đúng không ạ? Vào cái ấm này nhiều hơn. Thì các bạn thấy rằng là năng lượng chuyển hóa của cái năng lượng nhiệt của cái than củi này nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng nhiệt để tỏa ra môi trường xung quanh, nhưng mà nó không tỏa hết ra như ở cái hình A này, mà nó chỉ tỏa trong một cái khu vực của bếp thôi. Và nó làm nóng bếp này, làm nóng nồi này và làm nóng nước để nước có thể sôi. Đó, thì các bạn thấy cũng hao phí cũng tương đối, đúng không? Thế còn hình A này, các bạn thấy này, ở đây là người ta dùng ấm điện. Vậy thì các bạn thấy rằng là người ta đặt lên trên một cái này người ta gọi là cái âm điện, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta đứng gần cái ấm điện này thì chúng ta không cảm nhận được cái độ nóng xung quanh mấy, đúng không? Đó, thế thì chúng ta thấy rằng là cái năng lượng nhiệt mà do điện này, năng lượng điện tỏa ra này, nó không làm nóng môi trường mấy, mà nó đã tập trung chủ yếu làm nóng ấm và làm nóng nước thôi. Và nước sẽ thấy là nước ở trong cái hình C này nó sẽ sôi nhanh hơn rất nhiều so với hình B và hình A. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ở hình B và hình A năng lượng hao phí sẽ nhiều hơn năng lượng hao phí ở hình C, đúng không? Vậy thì ở trong cái sau khi mà phân tích như vậy thì các bạn sẽ nhận định được cho cô đó là cách đun ở hình C sẽ là hao phí năng lượng ít nhất. Cách đun ở hình C có cái năng lượng hao phí ít nhất, vì năng lượng điện ở trong trường hợp này chuyển hóa chủ yếu thành năng lượng nhiệt làm nóng ấm và nóng nước. Đó. Còn ở hình A và hình B thì năng lượng nhiệt nó còn làm nóng cái môi trường xung quanh nữa cơ. Đó. Chúng ta khi mà chúng ta đứng xung quanh hai cái bếp này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự nóng nó rõ rệt. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã có thể trả lời được cái phần tình huống của đầu bài rồi. Vậy thì để hiểu hơn cái phần kiến thức của bài này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang các cái phần 1 lớn, 2 lớn nhé. Ở phần 1 lớn là năng lượng hữu ích. Thì chúng ta hãy cùng đọc thông tin cho cô nào. Khi sử dụng năng lượng vào một mục đích nào đó thì luôn có một phần năng lượng là hữu ích, phần còn lại là hao phí. Vậy thì ở trong cái phần hình thành kiến thức này, phần câu hỏi hình thành kiến thức thì người ta lại tiếp tục hỏi chúng ta là trong việc đun sôi nước như hình trên thì năng lượng nào là năng lượng hữu ích và năng lượng nào là hao phí. Vậy thì ở đây các bạn phải chú ý cho cô đến cái mục đích sử dụng. Đó. Thì chúng ta mới có thể nhận định được cái năng lượng hữu ích và năng lượng hao phí. Vậy thì nào, ở đây này các bạn thấy được rằng là cái phần năng lượng này là có phần năng lượng hữu ích và năng lượng hao phí, đúng không ạ? Năng lượng hữu ích sẽ là phải làm thỏa mãn cái mục đích của chúng ta. Vậy thì mục đích của chúng ta là đun cho nước sôi cơ, đúng không ạ? Đun nước để nước nóng lên và sau một thời gian thì nó sẽ phải sôi. Vậy thì cái năng lượng hữu ích là cái năng lượng nhiệt làm cho gì? Làm cho nước sôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời luôn này. Trong việc đun sôi nước thì chúng ta sẽ thấy cái năng lượng, cô viết tắt nha, hữu ích là năng lượng nhiệt làm sôi nước, làm nóng nước ấy. Còn cái năng lượng hao phí hay chính là cái năng lượng vô ích đấy là cái năng lượng nhiệt tỏa ra môi trường và làm nóng ấm, và cái năng lượng nhiệt làm nóng ấm. Đó, như vậy hai cái dạng này là cái dạng năng lượng hao phí, còn năng lượng hữu ích là cái năng lượng nhiệt mà làm nóng nước, vì mục đích của chúng ta là làm nóng nước mà. Rồi, như vậy là ở đây các bạn đã biết được cái năng lượng hữu ích rồi này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái phần hai la mã là năng lượng hao phí. Đó. Năng lượng hao phí thì ở đây người ta cho chúng ta biết là cái thông tin đó là năng lượng hao phí thì thường xuất hiện dưới dạng nhiệt năng. Đó. Thì chúng ta thấy được rằng cái năng lượng hao phí thường xuất hiện là dưới dạng nhiệt năng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tìm cái ví dụ để chúng ta minh họa cho cái nhận định trên này nào. Đó. Vậy thì các bạn hãy quan sát cho cô các cái vật dụng ở trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy được cái năng lượng hao phí nó thường là ở dưới dạng nhiệt năng. Cô sẽ lấy ví dụ nhá. Ví dụ này, như là trong trường hợp bóng đèn sáng đi, thì trong trường hợp bóng đèn sáng các bạn thấy rằng là chúng ta sử dụng năng lượng điện để nó tạo ra cái năng lượng ánh sáng, đúng không? Và chúng ta cần thắp sáng bóng đèn để gì ạ? Để có ánh sáng chiếu sáng cho chúng ta. Thế thì năng lượng hữu ích ở đây chính là gì? Chính là năng lượng ánh sáng, hay còn gọi là quang năng. Năng lượng cô viết tắt nha, ánh sáng cô viết tắt. Đó. Còn cái năng lượng hao phí ở đây thì các bạn thấy rằng là sau một cái thời gian thắp ý, thì chúng ta sờ vào bóng đèn chúng ta sẽ thấy là tay của chúng ta ấm hơn, và nếu như chúng ta để lâu thì chúng ta sẽ thấy nóng bỏng tay. Vậy đấy là gì ạ? Đấy là một phần năng lượng điện nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt làm nóng bóng đèn. Vậy cái năng lượng này chúng ta không cần thiết, đúng không ạ? Chúng ta không cần đến nó thì nó là cái năng lượng gì? Hao phí. Vậy nó năng lượng hao phí là năng lượng nhiệt làm cho bóng đèn nóng lên. Đó, như vậy là trong cái trường hợp này thì chúng ta đã thấy rồi này. Đó, tiếp theo này, các bạn có thể thấy là ở trong cái trường hợp mà quạt điện đang chạy chẳng hạn, chúng ta sử dụng quạt điện là với mục đích là nó sẽ tạo gió và giúp cho chúng ta được mát, đúng không ạ? Thì để tạo được gió thì cánh quạt phải chuyển động. Cánh quạt chuyển động thì như vậy là năng lượng điện ở đây đã chuyển hóa thành cái năng lượng có ích, đó chính là động năng, tạo ra gió mát, phải không? Mà sau một thời gian chúng ta sử dụng thì chúng ta sờ cái chỗ bộ tụ động cơ ở đằng sau quạt ấy, chúng ta thấy là ở cái bộ động cơ đấy nó lại nóng lên. Như vậy là năng lượng điện nó đã chuyển hóa một phần thành diện năng lượng nhiệt làm nóng cái động cơ đấy. Thì cái năng lượng mà làm nóng cái động cơ nó là gì ạ? Vô ích, chúng ta không cần thiết phải làm nóng cái động cơ, đúng không? Vậy thì ở trong cái trường hợp mà quạt điện đang chạy, các bạn cũng thấy rằng cái năng lượng hao phí là năng lượng nhiệt. Đó, vậy thì qua một vài những cái ví dụ như vậy thì chúng ta thấy được rằng năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nhiệt năng nhá. Và các bạn hãy tìm thêm cho cô những cái ví dụ, và các bạn hãy comment cho cô phía dưới của video này để các bạn thấy được rằng là rất nhiều những cái trường hợp năng lượng hao phí là nhiệt năng nhá. Và nó cũng một phần là để cho cô thấy được rằng các bạn đã rất là hiểu bài. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 nhỏ. Đó là ở đây người ta đặt ra câu hỏi nêu tình huống ở gia đình, ở lớp học cho thấy luôn có năng lượng hao phí xuất hiện trong quá trình sử dụng năng lượng và xác định nguyên nhân gây ra sự hao phí đó. Vậy để trả lời cái câu hỏi này thì các bạn hãy quan sát cho cô những cái vật dụng ở trong gia đình chúng ta sử dụng nào. Đó, chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ xem cái cách mà những cái vật dụng của chúng ta nó hoạt động. Thì chúng ta sẽ xem, nhận xét được cho cô cái năng lượng hao phí và năng lượng có ích ở trong những cái trường hợp đấy. Ví dụ như là chúng ta nói đến tủ lạnh chẳng hạn nào. Tủ lạnh thì các bạn thấy rằng là tủ lạnh thì động cơ của tủ lạnh nó hoạt động, đúng không ạ? Để nó tạo ra cái năng lượng nhiệt, nhưng mà nhiệt ở đây là nhiệt để làm mát, mát tủ lạnh nó, để chúng ta có thể làm để các cái đồ dùng thức ăn của chúng ta vào đấy để nó không bị hỏng. Vậy thì các bạn sẽ thấy là sau cái thời gian mà tủ lạnh của chúng ta hoạt động ấy, thì cái lúc mà động cơ nó chạy thì các bạn thấy rằng nó có cái tiếng vù vù ầm ầm, đúng không nào? Thì đấy là có cái năng lượng âm thanh này. Đó, thì nó cũng đã là một sự hao phí rồi, năng lượng hao phí rồi. Tiếp theo các bạn thấy là khi mà chúng ta sờ ở phía đằng sau của cái chỗ gần động cơ nó hoạt động ấy, thì các bạn cũng thấy là ở cái chỗ đấy nó bị nóng lên. Đó, vậy thì cái phần năng lượng hao phí ở đây là nó đã gì ạ? Chính là cái năng lượng nhiệt làm nóng cái động cơ quay của tủ lạnh. Còn cái năng lượng hữu ích là cái năng lượng nhiệt làm mát tủ lạnh. Đó, vậy thì ở trong gia đình này, khi mà chúng ta sử dụng cái tủ lạnh này, đó, thì chúng ta sẽ thấy cái năng lượng hữu ích chính là năng lượng nhiệt làm mát tủ. Và cái năng lượng hao phí cũng chính là năng lượng nhiệt. Nhưng nhiệt ở đây là nó làm nóng cái động cơ của tủ lạnh. Cái bộ động cơ của tủ lạnh để nó chạy ấy. Rồi, hoặc là các bạn quan sát đến cái nồi cơm điện chẳng hạn. Đó, nồi cơm điện thì các bạn thấy rằng là khi chúng ta cắm điện vào thì sau một thời gian là các bạn thấy là cái vỏ nồi cơm điện ấy nó sẽ nóng lên trước, đúng không ạ? Và sau đó thì cơm của chúng ta mới được làm nóng và làm chín cơm. Vậy thì các bạn thấy rằng là cái năng lượng hữu ích của chúng ta chỉ quan tâm đến là cái năng lượng nhiệt để làm cơm của chúng ta chín thôi, đúng không? Còn cái năng lượng hao phí ở đây chính là gì ạ? Cái năng lượng nhiệt làm nóng cái vỏ nồi cơm. Làm chín cơm. Đó. Còn năng lượng hao phí là cái năng lượng nhiệt làm nóng vỏ nồi cơm. Đó. Như vậy là các bạn thấy rằng là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng những cái đồ dùng này thì nó luôn luôn xuất hiện cái năng lượng hao phí, đúng không ạ? Nó bắt buộc là phải có cái năng lượng hao phí. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quan sát ở trong lớp học của chúng ta. Đó. Ở trong lớp học của chúng ta thì những cái vật dụng quen thuộc thì đó chính là bóng đèn này hay là quạt điện này, thì cô đã lấy ví dụ ở phía trên rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý thêm một chút cho cô về cái máy chiếu chẳng hạn. Đó, máy chiếu thì khi mà các bạn học ở trên lớp các cô giảng slide chẳng hạn, đúng không ạ, thì các cô hay sử dụng máy chiếu chiếu lên phông để cho chúng ta xem. Thì các bạn thấy rằng cái máy chiếu này này, cái năng lượng hữu ích đó, mà năng lượng điện nó chuyển hóa thành chính là gì ạ? Năng lượng ánh sáng, đúng không ạ? Nó chiếu sáng để nó làm cho cái phông của chúng ta sáng và chúng ta sẽ xem được cái hình ảnh. Vậy thì cái năng lượng hữu ích là như vậy rồi, nhưng sau một thời gian sử dụng thì các bạn thấy rằng cái năng lượng hao phí ở đây là gì ạ? À, chúng ta sờ vào cái máy chiếu chúng ta thấy nó nóng lên, và nó nóng nhất là ở ngay cái chỗ mà phần cái bóng đèn ấy, đó, đúng không ạ? Thì năng lượng hao phí ở đây là năng lượng nhiệt đó, làm nóng máy. Đó. Như vậy là các bạn quan sát một số những cái đồ dùng ở trong gia đình, những cái thiết bị điện của chúng ta trong gia đình này, và ở trong lớp học thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng những cái vật dụng này, thiết bị này thì nó đều có sự gì ạ? Năng lượng hao phí xuất hiện. Được chưa? Rồi như vậy là chúng ta đã trả lời xong được câu 2 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang cái phần hoạt động. Ở cái phần hoạt động này thì người ta đưa cho chúng ta cái tình huống là chúng ta đạp xe, đúng không ạ? Thì năng lượng hao phí khi đi xe đạp. Đó. A là hãy dự đoán xem ở bộ phận nào của xe đạp có thể xảy ra sự hao phí năng lượng nhiều nhất. Và ý B là dạng năng lượng nào là hữu ích và là hao phí đối với người và xe. Đó. Thì các bạn hãy quan sát cho cô nào. Khi chúng ta đạp xe đạp thì chân của chúng ta sẽ đạp vào cái bàn đạp, đúng không ạ? Và giúp xe của chúng ta chuyển động. Vậy thì khi xe của chúng ta chuyển động đấy thì tức là xe của chúng ta có gì ạ? Có động năng, đúng không? Đó. Vậy thì cái năng lượng hữu ích chính là gì ạ? Động năng giúp cho người và xe chuyển động. Như vậy là chúng ta xác định được cái năng lượng hữu ích rất là dễ dàng rồi. Thế còn cái năng lượng hao phí thì sao? Khi mà các bạn đạp xe với một cái quãng đường dài này thì các bạn sẽ thấy người của chúng ta nóng lên một cách rất là rõ rệt, đúng không? Vậy thì đấy chính là một phần năng lượng đã bị chuyển hóa thành năng lượng nhiệt làm nóng cơ thể của chúng ta. Hoặc là tiếp theo này, các bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta đạp xe thì cái bộ phận nào nó bị ma sát xuống đường nhiều nhất? Đó chính là lốp xe. Lốp xe sẽ ma sát xuống cái mặt đường nhiều nhất, và chúng ta thấy rằng lốp xe của chúng ta sẽ bị nóng lên. Đó. Vậy thì khi chúng ta xác định được cái năng lượng hao phí rồi thì chúng ta cũng thấy được rằng ở cái bộ phận mà xảy ra sự hao phí năng lượng nhiều nhất chính là gì ạ? Lốp xe đạp, đúng không nào? Rồi nhá. Thế thì các bạn có thể trả lời được cho cô ở trong cái phần hoạt động này ở ý A này. Đầu tiên này, chúng ta sẽ trả lời được bộ phận lốp xe đạp có thể xảy ra sự hao phí năng lượng nhiều nhất. Năng lượng cô viết tắt ra nha. Đó. Do gì ạ? Do lốp xe, đây là cô giải thích luôn đấy, ma sát với mặt đường và làm cho cả lốp xe và mặt đường nóng lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trả lời năng lượng hao phí và năng lượng có ích. Thì năng lượng có ích, năng lượng cô viết tắt là động năng, giúp người và xe có thể chuyển động. Tiếp theo là chúng ta sẽ xác định cái năng lượng hữu ích, năng lượng vô ích hoặc là năng lượng hao phí. Là gì ạ? Năng lượng nhiệt. Đó. Thứ nhất là năng lượng nhiệt để làm người nóng lên. Làm người đạp xe nóng lên. Đó. Tiếp theo là các bạn thấy rằng là năng lượng nhiệt làm lốp xe và mặt đường nóng lên. Chữ đường một viết tắt nha. Đó, như vậy là các bạn xác định được năng lượng hao phí và năng lượng có ích rất là dễ dàng rồi đúng không? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 ở trong phần hoạt động. Năng lượng hao phí khi ô tô chạy. Nêu tên các dạng năng lượng hao phí có thể xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường. Và những hao phí này thì ảnh hưởng ra sao đến môi trường. Đó, thì các bạn cùng quan sát ở đây. Ở đây này là một ô tô khi đang chạy này. Đó, thì các bạn thấy rằng là ô tô mà muốn chạy được thì người ta sẽ bơm nhiên liệu như là xăng hay là dầu vào để cho động cơ, đúng không ạ? Thì khi động cơ đốt cháy nhiên liệu thì nó mới tạo ra cái nguồn năng lượng điện này để cho chúng ta mở khóa và xe ô tô sẽ chạy, đúng không? Vậy thì các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ cần sử dụng ô tô để nó chuyển động, đưa chúng ta đến những nơi mà chúng ta cần đến. Vậy thì cái năng lượng hữu ích ở đây sẽ là gì? Sẽ là động năng, đúng không? Năng lượng hữu ích sẽ là động năng. Thế thì các bạn thấy rằng khi mà ô tô này chuyển động này thì không chỉ là có cái năng lượng ở động năng mà ô tô còn có gì nữa? Các bạn thấy rằng là cái nhiên liệu này khi nó bị đốt cháy này thì nó sẽ tỏa ra nhiệt năng, đúng không ạ? Nhiệt năng này nó sẽ làm nóng môi trường, đúng không? Nó sẽ làm nóng môi trường từ cái khí thải thải ra này. Và ngoài ra thì cái khi mà chuyển động ấy thì bánh xe nó cũng ma sát với mặt đường thì nó cũng tạo ra nhiệt năng, thì nó cũng góp phần làm nóng môi trường này. Tiếp theo nữa này, các bạn thấy rằng là khi mà tiếng xe đi này thì có những cái xe êm thì chúng ta sẽ không nghe thấy được cái âm thanh của nó phát ra, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng hầu như những cái chiếc xe nào thì nó cũng đều phát ra cái tiếng âm thanh như là rìn rìn hay là ầm ầm, đúng không nào? Thì đấy chính là cái năng lượng âm, cũng là một trong những cái năng lượng hao phí khi mà ô tô chuyển động trên đường. Hay tiếp tục là chúng ta có thêm cái năng lượng ánh sáng. Đó, chúng ta chỉ cần xe để gì? Để chuyển động thôi, đúng không nào? Thế nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng những cái nút bấm này, đó, hay là chúng ta đi trên đường thì chúng ta vẫn cần phải có ánh sáng, đúng không ạ? Để chúng ta chiếu sáng. Thì những cái nút bấm của cái đèn hiển thị đấy thì nó sẽ không giúp ích cho cái việc mà ô tô cần thiết đi lại. Cái năng lượng hữu ích là ô tô chỉ cần đi lại, chỉ cần chuyển động thôi, đúng không ạ? Thì năng lượng hữu ích là động năng. Còn cái năng lượng hao phí hay là năng lượng vô ích thì nó sẽ chính là có cả cái năng lượng ánh sáng ở trong đấy. Vậy thì ở đây chúng ta có thể kể tên cho cô ở trong cái phần 2 này là các dạng năng lượng hao phí. Khi ô tô chuyển động. Đó là nhiệt năng này, năng lượng âm này, năng lượng ánh sáng. Đó. Và các bạn sẽ thấy rằng những cái hao phí này, sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường. Vậy thì cụ thể là gì ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái nhiệt năng mà ô tô tỏa ra ấy, thì nó sẽ làm nóng môi trường, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy cái năng lượng âm thanh ấy. xe ô tô hay là tất cả mọi phương tiện chuyển động trên đường, chúng ta thấy nó đều phát ra âm và các bạn thấy rằng nó rất là ồn ào, đúng không? Vậy thì năng lượng âm của xe, năng lượng âm thanh của xe sẽ làm gì ạ? Nó ô nhiễm tiếng ồn, sẽ làm cho chúng ta inh tai nhức óc, nhất là khi mà họ bíp còi, đúng không? Đó. Tiếp theo nữa là cái năng lượng mà khi nhiên liệu đốt cháy. Đó. Khi đốt cháy ở trong động cơ thì sinh ra cái khí thải. Và nó gây ô nhiễm môi trường. Đó. Và ngày nay thì các bạn cũng thấy rằng là khoa học kỹ thuật đã phát triển rất là nhanh chóng và vượt bậc, đúng không nào? Cũng đã có rất nhiều những cái loại xe được sáng tạo ra để làm giảm thiểu những cái việc gây ô nhiễm môi trường. Và bây giờ nào thì chúng ta sẽ cùng nhau sang cái phần tìm hiểu em có biết nhá. Ở trong phần em có biết này, người ta cho chúng ta đó là để hiển thị lượng năng lượng được truyền bởi một thiết bị thì người ta có thể dùng một sơ đồ như hình 49.2. Thì các bạn quan sát cho cô cái hình 49.2 này. Đây chính là cái sơ đồ hiển thị năng lượng được sử dụng của một bóng đèn LED. Thì các bạn thấy rằng một cái bóng đèn LED thì nó được cung cấp 100 Joule. Đó, cái ký hiệu này là ký hiệu Joule này, năng lượng điện. Và nó sẽ chuyển hóa 20 Joule thành năng lượng nhiệt và 80 Joule thành năng lượng ánh sáng. Và độ rộng của mũi tên đầu ra của sơ đồ cho thấy các tỷ lệ này. Đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là ở trong khi mà bóng đèn LED này của chúng ta muốn hoạt động thì nó phải được cung cấp năng lượng điện. Và trong khi sử dụng thì nó có sự hao phí, đúng không ạ? Có những cái năng lượng hao phí. Và 80 Joule này thể hiện là cái năng lượng ánh sáng được bóng đèn này chiếu sáng là năng lượng hữu ích này, và cái năng lượng nhiệt là 20 Joule thì nó là cái năng lượng hao phí. Thì các bạn thấy ở đây người ta đề cập đến cái đơn vị Joule. Joule ở đây, đó, các bạn đọc cho cô là Joule. Đó. Nó sẽ là đơn vị của năng lượng các bạn nhé. Như vậy là chúng ta có năng lượng, có đơn vị là Joule. Đó. Các bạn đọc là Joule và ký hiệu là chữ J cho cô. Và chúng ta có thể đổi cái đơn vị cơ bản như là 1 kJ thì nó sẽ bằng là 1000 Joule. Và ngược lại thì chúng ta sẽ có 1 Joule thì sẽ bằng 0,001 kJ. Đó. Và tiếp theo này, chúng ta sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ biết được cái năng lượng hao phí luôn xuất hiện trong quá trình chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang năng lượng khác và từ vật này sang vật khác. Và năng lượng hao phí thì thường được sinh ra dưới dạng nhiệt và đôi khi có cả âm thanh hoặc ánh sáng nữa. Đó, và nó cũng đã được thể hiện ở trong những cái phần hoạt động mà chúng ta đã trả lời câu hỏi rồi. Và sau khi học xong bài này đó, thì chúng ta sẽ có thể giải thích được cho cô một số những cái hiện tượng ở trong cuộc sống liên quan đến cái sự chuyển hóa năng lượng và liên quan đến năng lượng hao phí nhá. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đọc thêm cái phần em có thể. Đó. Ở trong phần em có thể này thì người ta nói về cái lợi ích dùng đèn LED trong việc thắp sáng. Hãy tìm kiếm thông tin về giá cả, thời gian sử dụng này, mức tiêu thụ năng lượng, hiệu quả thắp sáng, tác động đến môi trường của mỗi loại đèn trong hình 49.3 để nêu lý do tại sao nên dùng đèn LED để thắp sáng thay cho đèn sợi đốt và đèn compact. Đó, thì các bạn thấy rằng là ngày nay thì người ta vẫn sử dụng đèn sợi đốt và đèn compact rất là nhiều, đúng không? Và đèn LED thì mới xuất hiện bây giờ thôi, và người ta vẫn nêu cao cái việc lợi ích mà dùng đèn LED sẽ tiết kiệm năng lượng rất là nhiều. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ các bạn có thể tra cứu những cái thông tin này ở những cái nơi bán hàng hoặc là ở trên mạng. Đó, chúng ta đã rất là thành thục sử dụng mạng rồi đúng không? Và ở đây thì cô cũng sẽ cung cấp luôn cho các bạn những cái thông tin mà cô đã tìm kiếm. Thì về cái phần giá cả ấy, ví dụ như là chúng ta sẽ so sánh về cái bóng đèn mà 15W đi. Đó, bóng đèn LED bằng 15W, 16W chúng ta mua trên thị trường thì nó sẽ vào khoảng 100.000. Còn nếu như chúng ta mua cái bóng đèn compact này vào 15W thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 35 đến 40.000 thôi. Còn nếu như chúng ta mua bóng đèn sợi đốt mà 15W thì nó lại cực kỳ rẻ. Đó, nó chỉ khoảng 10.000 thôi. Vậy thì so về giá cả thì các bạn thấy rằng là giá cả của bóng đèn LED nó cao hơn so với các cái loại bóng đèn khác đúng không? Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi so sánh từng thứ một này. So sánh về giá cả này. Thì bóng đèn LED có giá cao hơn các loại bóng là bóng compact này, hay là bóng sợi đốt. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh về cái thời gian sử dụng nhá. Đó. Thời gian sử dụng của bóng đèn LED thì nó sẽ lên tới 11 năm. Đó. Nếu như sử dụng liên tiếp. Đó. Còn nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng 8 tiếng một ngày thôi thì chúng ta có thể sử dụng lên đến 20 năm. Đó. Còn những cái loại bóng đèn khác như compact hay là bóng đèn sợi đốt ý, thì các bạn sẽ thấy là nó rất nhanh hỏng và chúng ta sẽ hay thường cần phải đi thay, đúng không ạ? Hay thường cần phải đi thay và đi mua những cái bóng đèn mới thì nó sẽ chỉ được tính theo hàng nghìn giờ thôi các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh về cái mức tiêu thụ năng lượng nhé, của bóng đèn LED này. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái mức tiêu thụ này của nó rất là ít, nó tiêu tốn ít năng lượng thôi ạ. Ít năng lượng hơn các loại bóng đèn khác. Nó đã tiêu tốn ít hơn năng lượng của các loại bóng đèn khác và cái hiệu quả thắp sáng của nó thì lại cao hơn các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ thấy được cái số liệu đó là 80% năng lượng được chuyển hóa. Thành năng lượng ánh sáng và chỉ có 20% là năng lượng hao phí. Chính là bị chuyển hóa thành năng lượng nhiệt. Đó, thì ở ngay cái phần mà em có biết này các bạn này, đó thì người ta đã cho chúng ta được cái sơ đồ hiển thị năng lượng của một bóng đèn LED rồi đúng không ạ? Thì các bạn thấy là 80W này là năng lượng có ích, vậy thì nó sẽ chính là 80% năng lượng có ích đã được chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng, và 20W này mà chúng ta chia cho 100 thì nó sẽ chính là 20% năng lượng hao phí, chính là năng lượng nhiệt. Rồi, như vậy là chúng ta đã so sánh được hiệu quả thắp sáng này. Chúng ta sẽ tiếp tục so sánh đến cái tác động môi trường. Tác động đến môi trường. Đó. Thì các cái nguyên liệu cấu thành hoàn toàn không chứa các cái chất độc hại các bạn ạ. Cấu thành lên cái bóng đèn LED này này. Hoàn toàn không chứa các hóa chất độc hại. Và nó còn có thể tái chế 100% nữa. có thể. Đấy, chế 100%. Đó, tức là khi mà các bạn dùng cái bóng đèn LED này bị hỏng này, đó, các bạn có thể trả lại cái nơi mà người ta bán cho mình, hoặc là trả lại cái nơi sản xuất đó, thì người ta sẽ có thể tái chế lại cái bóng đèn khác để chúng ta lại tiếp tục sử dụng nó. Và nó cắt giảm được cái lượng khí thải CO2 vào không khí rất là nhiều, cắt giảm được lượng khí thải CO2 vào không khí. Đó, như vậy là các bạn thấy rằng là lợi ích của cái bóng đèn LED này rất nhiều, đúng không nào? Đó, thì khi mà nó đã tiết kiệm năng lượng tiêu thụ rồi, thì các bạn thấy là cái tiền mà chúng ta trả cho tiền điện hàng ngày, hàng tháng mà chúng ta tiêu dùng ấy, thì nó cũng sẽ ít đi. Đó, vậy thì các bạn thấy là chỉ có mỗi cái giá cả của nó là nó cao hơn so với những cái loại bóng đèn khác một chút thôi, nhưng khi mà chúng ta tính thành tiền điện để chúng ta trả, thì hàng tháng chúng ta lại phải trả hơn, ít hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta sử dụng bóng đèn sợi đốt hay là bóng đèn compact. Và các bạn thấy rằng là những cái hiệu quả mà nó mang lại cho môi trường của chúng ta cũng hoàn toàn rất là thân thiện, đúng không? Như vậy là qua bài học ngày hôm nay thì ngoài việc chúng ta xác định được cái năng lượng hao phí, năng lượng hữu ích của các cái thiết bị mà chúng ta sử dụng, thì chúng ta còn biết được cái thêm một cái kiến thức mới, đó là bóng đèn LED, đúng không ạ? Bóng đèn LED là rất tốt và nó cũng có cái lợi ích rất là nhiều lợi ích để mà chúng ta sử dụng nó cho cái việc thắp sáng nhá. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau học xong bài này rồi. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment cho cô ngay phía dưới video này nhá. Đó, các bạn có bài tập hay là các bạn muốn hỏi cô thêm một vấn đề gì thì các bạn hãy comment ở dưới video này. Cô sẽ là người giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Và các bạn hãy like và đăng ký kênh khóa học của VietJack nhá, để nhiều các bạn khác cùng biết đến và cùng học tập cùng với chúng ta nhá. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.